Vâng, xin được trân trọng cảm ơn giọng hát của bạn Thu Hoài rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, và tiếp nối chương trình thì xin trân trọng kính mời giọng hát của chú Minh Hồng. Chú đã không quản đường xá xa xôi về từ Gia Lai, và xin trân trọng kính mời chú cùng bước lên sân khấu để thể hiện ca khúc của mình. Và chúng ta hãy dành cho chú một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt đi ạ.